Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày hôm nay đã có nắng nóng trở lại với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm thấp nhất là 55 đến 65%. Đến chiều mưa dông xảy ra vài nơi trong tỉnh. Còn ngày mai, ngày 10 tháng 9, dự báo khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 34 cho đến 36 độ C, độ ẩm thấp nhất là 55 đến 65%. Thưa quý vị, thời tiết này khiến những người làm việc ngoài trời dễ bị say nắng, say nóng. Quý vị lưu ý mặc đồ chống nắng, chất liệu thoáng, thấm hút mồ hôi, nên nghỉ từ 10 đến 15 phút sau mỗi giờ làm việc để cơ thể có thời gian phục hồi. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng như nguy cơ cháy rừng. Quý vị hết sức chú ý. Dự báo chiều tối mai sẽ tiếp tục xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là tại các huyện miền núi. Và sau đây là dự báo một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, có mây, ngày nắng nóng, chiều mai có thể có mưa rào và dông. Thị xã Đức Phổ, ít mây, ngày nắng nóng. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có lúc có mưa rào và dông. Thông tin thời tiết ngư trường. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, trong tháng 9 này, bà con có thể khai thác cá ngừ vằn với nhiều điểm cho năng suất cao, tập trung ở vùng biển phía Nam. Tuy nhiên, vùng biển phía Nam vẫn đang chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam nên sẽ có thời tiết xấu. Dự báo vùng biển từ Bình Định trở xuống đến Cà Mau, ra ngoài khơi phía Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai, trời sẽ có mưa dông, dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Gió ở đây cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Bà con chú ý theo dõi. Bà con khai thác từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi, quanh huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong đêm nay và ngày mai cũng cần lưu ý đến khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Và sau đây là thông tin dự báo thời tiết trên đất liền từ khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 24 đến 48 giờ tới, trời nhiều mây, có nắng, đến chiều và tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 11 cho đến ngày 19 tháng 9, khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Thừa Thiên Huế có mây, chiều có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Lâm Đồng nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.